Xe đạp thể thao vip.com xin chào các anh chị. Video này xốp nền mẫu xe đạp thể thao, xe đạp đua Twitter 12 RS22. Đây là sản phẩm đang cực hot hiện nay anh chị nha. Rất là hot luôn, bởi vì với một chiếc xe đạp thể thao cấu hình ngon mà giá lại rẻ không lối thoát từ xốp xe đạp thể thao vip.com. Và các anh chị trên toàn quốc đã đến với xốp nổ đơn rất nhiều, và ngày thì xốp bán xe này rất nhiều anh chị nha. Và shop thì đã về đủ màu đủ size để anh chị lựa chọn. Bình thường thì mỗi mẫu xe đạp thể thao của hãng Twitter thì có 6 đến 7 màu. Tuy nhiên, mẫu Twitter 12 RS22 này có tới 11 màu anh chị ạ. Vâng, 11 màu. Và những màu còn lại là những màu tuyệt đẹp dành riêng cho mẫu Twitter 12 này anh chị nhá. Vâng, như màu trắng đen đây, màu đất sét ghi đây là cái màu cũng tuyệt đẹp luôn. Anh chị thấy nó khác biệt hoàn toàn so với những mẫu R5 R10. Hay màu bạc titan này, anh chị nó thấy rất là sang, bởi vì cái chất sơn của nó rất là chất lượng, cao hơn hẳn những mẫu R5 R10. Hay màu đen cực ngầu đây, màu đen ghi thì rất là sang chảnh. Còn màu cam, vâng, anh chị thấy màu cam nó khác biệt không ạ? Vâng, cái chất cam nó là cam ly anh chị ạ. Màu cam ly nó rất là sang. Và bên cạnh đây, đó là màu xanh biên chi. Vâng, một cái màu xanh rất là đỉnh luôn, cực đỉnh luôn. Hay cái màu đỏ, vâng, anh chị thấy cái màu đỏ đây là đỏ lì anh chị ạ. Cái màu đỏ lì này thì ở Twitter R5 hay R10 thì không bao giờ có được, bởi vì những cái màu sơn tuyệt đẹp này thì dành riêng để làm cho mẫu Twitter 12 này. Vâng, có 2 size cùng với 11 màu, rất nhiều màu, đủ size để anh chị lựa chọn. Với cấu hình một chiếc xe đạp thể thao carbon đầu cá mập, phanh đĩa dầu trước sau, bộ chuyển động 22 tốc độ, và có mức giá rẻ không lối thoát, giá chỉ 14 triệu và đến với shop thì sẽ bao ship toàn quốc anh chị nha. Và ngay bây giờ shop sẽ giới thiệu cấu hình chi tiết của chiếc Twitter 12 RS22 này, và chắc chắn rằng sẽ xứng đáng để anh chị làm chủ sở hữu chiếc xe đạp thể thao, xe đạp đua Twitter 12 RS22 tuyệt đẹp đây. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, và đây là chiếc xe đạp đua Twitter 12 màu đen cực ngầu anh chị nha. Và tem Twitter là tem kim loại xước rất sang cùng với phản quang viền. Và xe thì đang có 2 size khung, đó là size 46 và size 48, phù hợp với rất nhiều chiều cao của anh chị. Vâng, trở lại với cấu hình của chiếc Twitter 12 này là sử dụng khung carbon, phuộc carbon, cọc in carbon, tay lái liền phô tăng đầu cá mập bằng carbon. Và toàn bộ cáp thì âm giấu trong khung toàn bộ anh chị nhé. Âm từ tay lái chạy vào trong khung. Vâng, một điểm rất ghi nhận cho mẫu Twitter 12 này, rất đẹp luôn. Anh chị thấy là chiếc xe đạp Twitter 12 này được thiết kế rất là gọn đúng không ạ? Bởi vì đây là thiết kế khí động học, từ tay lái, khung phuộc, cọc in đến vành chèm gió đều kết hợp với nhau, tạo nên hiệu suất cao nhất. Vâng, giảm thiểu tối đa lực cản của gió, đưa lại cho chiếc xe đạp Twitter 12 này đạt tốc độ cao nhất anh chị ạ. Và tiếp theo đó là bộ chuyển động trang bị cho chiếc Twitter 12 này là sử dụng bộ chuyển động Retropic 22 tốc độ, tay đề số, tay đề lắc 2x11 với tay đề lắc 3:1 và có cơ chế về số nhanh. Vâng, một gạt líp thì lên được 3-4 líp về số rất nhanh và rất là tiện dụng luôn anh chị nhé. Gạt đĩa Microchip R8, gạt líp Retropic 11 Speed, líp thả 11 tầng của hãng Sugik, sử dụng xích SUMC, bộ đùi đĩa trục rỗng bằng nhôm của hãng Dugil, hai đĩa cắt CNC, cốt giữa sử dụng cốt bi bằng đạn. Và những thông số còn lại như sử dụng cặp vành bánh, vành cao 4cm, hai lớp rất là cứng, lốp Innova Pro 700x25C, lan hoa bằng thép và sử dụng cặp Mayer bằng nhôm, cắt CNC, bi bạc đạn, siêu chớn. Còn phanh là sử dụng phanh đĩa cơ dầu với củ phanh dầu của hãng Retropic, bóp nhả thì rất là nhẹ nhàng luôn, dễ dàng kiểm soát tốc độ. Và sử dụng phanh đĩa dầu thì đưa lại trải nghiệm tuyệt vời khi anh chị sử dụng chiếc xe đạp này. Và cái trục của bánh trước bánh sau thì là sử dụng trục đại, do là sử dụng phanh đĩa dầu trước sau anh chị nhé. Đó, nó rất là khỏe luôn. Hay chiếc yên của hãng Retropic, đây là chiếc yên rất quen thuộc với anh chị khi mà tìm hiểu về xe đạp Twitter. Và đây là dòng yên rất là êm, mút bọc da mềm, da PU chống nước, có khe thoáng ở giữa đây. Vâng, tổng thể của chiếc Twitter 12 này anh chị đã thấy cấu hình nó rất là ngon chưa ạ? Vâng, rất là ngon. Và giá thì rất là hạt rẻ,
chỉ 14 triệu bao ship toàn quốc từ shop xe đạp thể thao vi.com. Xe ngon, giá rẻ, cho nên các anh chị trên toàn quốc đã đến với shop nổ đơn rất nhiều luôn. Một chiếc xe đạp tốt và có giá rẻ không lối thoát. Đặt xe online thì nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Rất dễ dàng từ shop xe đạp thể thao vi.com. Và toàn bộ thông tin chi tiết thì shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao vi.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958. Và chắc chắn rằng anh chị đến với shop sẽ mua được xe. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.